Đó, ngoài trời đang có mưa nha, mưa rất là to nha các bạn. Quyển ngồi đây, Quyển ăn hủ tiếu. Để biết được rằng là mình cũng yêu nghề nha. Con chồng hết giờ. Đó, ăn xong về ngủ. Đó, để thấy được rằng là Sài Gòn tháng 12 nha. Đầu tháng 12 mà mưa rất là to. Đó, mưa to lắm luôn. Đầu tháng 12. Bữa nay là ngày 2 tháng 12 năm 2024. Đó, Sài Gòn mưa rất là to. Nhưng mà điều đó không sao hết. Nó nói lên cái lý do là nó nói lên cái nguyên nhân là nó nói lên một điều rằng là Sài Gòn sắp tới là Noel thì mấy năm trở lại đây hầu như là mưa liên tục. Đó, để mình biết mình sắp xếp cái công việc của mình. Đấy, thì cái việc của mình là làm theo mùa. Đấy, cho nên là mình cũng chia sẻ. Đấy, cũng bên cạnh đó cũng phát triển kênh của mình để sớm có được những cái chuyến đi nước ngoài. Ngồi ngắm máy bay luôn nha các bạn. Lý do sao mà Quyển không có làm nội dung mà để chia sẻ về chạy Grab nữa là bởi vì Quyển nói cái điều đó nó cũng thừa, cho nên là Quyển sẽ tập trung đánh mạnh vào cái nội dung là để hướng dẫn mọi người trở thành nhà sáng tạo YouTube. Đó, nó có giá trị hơn là mình chia sẻ là cách chạy Grab. Bởi vì giờ này ở Sài Gòn mà Quyển vẫn là app Quảng Ngãi, ngồi ở đây một năm trời vẫn làm việc được, mà có rất là nhiều anh em mà không làm được, thì nó không phải là nằm ở cái công việc mà nó nằm ở cái tư duy với lại là cái sự đam mê của mình. Thì YouTube cũng vậy, nếu như mà mình có sự đam mê thì mình mới làm được, còn nếu như mình không có đam mê chắc chắn mình sẽ không có thể nào mà cạnh tranh được với những người họ chuyên nghiệp. Đấy, và bây giờ là chính thức bắt đầu với con đường YouTube. Đấy, đơn giản, mọi thứ nó rất là đơn giản. Quyển không khuyên mọi người đầu tư một cái gì cả, chỉ khuyên mọi người đầu tư về thời gian, đâu kêu gọi mọi người làm gì đâu. Điều đó nhìn thì nó rất là dễ, nghe thì nó rất là dễ, nhưng mà để đầu tư thời gian của mình để nghe và tìm hiểu thì nó rất là khó. Đó, rồi nha. Quất miếng cho ấm bụng nha. Đó, ăn xong cái này là về ngủ nghỉ khỏe, mưa thì không có làm. Mưa rồi thì không có làm, nắng quá cũng không làm, chờ ngày để đi Tây Bắc ra đó quay cánh đồng lúa, quay dân tộc. Bởi vì mình nói là người ta hay nghĩ là mình bốc phét lắm, nhưng mà thật ra kệ họ. Mình sẽ có những cái video cũng như có những cái quá trình, cái lộ trình mình đi vậy để cho các bạn dễ hình dung. Và tất cả những cái điều như vậy là đều phải trải qua sự rèn luyện và học học tập hết, không phải là đơn giản mà mình có thể làm được đâu. Đó, đâu phải đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản quá ai cũng làm được. Đây là hủ tiếu gõ nha, cái món quen thuộc mình hay ăn đó quả cả nhà. Ngoài trời đang có mưa nha, nặng miếng chanh. Ngoài trời đang có mưa, mưa lâm râm từ chiều tới giờ. Bây giờ Quyển mới có cơ hội để được nói chuyện với mọi người. Quyển cũng muốn là sắm cái mic, nhưng mà giờ phút này Quyển vẫn chưa có khả năng sắm được cái mic. Rất là buồn, rất là tiếc, nhưng mà chịu thôi. Phải có sự chờ đợi thì nó mới hạnh phúc. Rồi, quốc. Đây là hủ tiếu miền Trung nha.
Thấy đơn giản không? Quyến kêu anh em làm, kêu mọi người làm, mà không ai làm thì Quyến tự làm.
no chở về. Em đi về nha, ngày mai em uống cà phê em livestream với mọi người nữa nha.